Bạn mèo cát ơi, bạn dẫn chúng tớ đi đâu vậy? Kìa, dẫn chúng tớ đi đâu thế? Đây là nhà của ai vậy nhỉ? Bạn Cam Cam có biết đây là nhà của ai không? Nhà của Cúc Phu. Cúc Phu á? Thế thì để chị để bạn mèo cát ở đây nhé. Đi ra xem nào. Wow, Cúc Phu City. Đây là thành phố của bạn Cúc Phu à? Ô, phía trước kia, chị nhìn thấy có bạn Cúc Phu đang đứng phía trước kìa. Cam ơi, nhanh lên. Bạn Cúc Phu đứng đây này. Ui, còn đang cười nữa này kìa. Sao bạn này to thế nhỉ? Còn cao hơn cả anh cơ. Anh tưởng là bạn ấy là bạn nhỏ nhỏ thôi chứ. Sao bạn ấy trắng quá? Bởi vì bạn ấy hay đánh răng đấy. Còn bên này là ai đây? Cam ơi, nhanh lên, nhanh lên. Đây là gia đình của nhà bạn Cát đây. Đây là Cát bố, Cát mẹ và Cát con đây. Các cậu có thích chụp ảnh cùng gia đình bạn ấy không? Có. Thế thì đứng vào để tớ chụp ảnh cho hai cậu nhé. Wow, lại phía này mà xem này. Ui. Còn đây chính là gia đình của bạn Phúc Phu đấy. Bố này, mẹ này và em Lucy. Phía trên này có dòng chữ gì vậy? Khu hướng nghiệp á? Đẹp là như thế nào nhỉ? Cam chạy nhanh thế đã lấy được bộ đồ gì thế này? Ui. Đây chính là bộ đồ của em gái Phúc Phu đấy. Lucy. Phía này có những chiếc mũ gì các bạn có biết không? Sao lại nhiều mũ thế nhỉ? Mũ màu vàng này chính là mũ của chú cảnh sát giao thông đấy. Còn chiếc mũ màu xanh này là của chú cảnh sát nào các bạn có biết không? Đây là cảnh sát hình sự chuyên đi bắt tội phạm đúng không? Đúng rồi. Đội chiếc mũ màu xanh này thì chúng mình cần phải mặc thêm cả bộ đồ màu xanh này nữa. Đồng phục luôn. Còn đây chính là bộ đồng phục của chú cảnh sát giao thông này. Màu vàng, đẹp ơi là đẹp luôn. Còn cái bộ đồng phục màu đỏ này có bạn nào biết đây là của chú nào không nhỉ? Chú Linh Giáo hả? Của chú gì cơ? Các bạn nhỏ đọc to lên cho chị xem nào. Chú lính cứu hỏa. Đúng rồi, thế còn cái bộ màu đỏ này nữa là của ai nhỉ? Của chú Đầu Bác. Đúng rồi. Ở đây có bao nhiêu bộ quần áo của Lucy này? Wow. Màu hồng. Sau này còn có cái đuôi nghe ngỏi nghe ngảy hay chưa? Đấy, đấy đó. Có cả mũ đội đầu nữa luôn. Còn đây chính là đồ của Cúc Phu đấy. Đúng rồi, đồ của Cúc Phu khéo anh mặc được đấy. Bạn nào mà yêu quý hai nhân vật này á, cái này sao nặng thế này? Mặc hóa trang được đấy. Ô, sao cái này nặng thế nhỉ? Bên trong có gì đây? Thì ra là em Cam đã chui được vào trong cái bộ này rồi. Đứng ở đây là anh cứ tưởng là một quần áo. Trên lại có một cái cần rất là dài luôn. Đây là xe gì? Có bạn nhỏ nào nhà mình biết không? Xe gì nhỉ mà lại có màu đỏ? Xong lại còn có cả vòi phun nước to khổng lồ nữa. Xe cứu hỏa. Đúng rồi, còn phía bên này là chiếc xe gì mà lại có đầy kem đây nhỉ? Ở bên trên bao nhiêu kem luôn? Xe kem á? Để thử xem đây có phải là xe kem không nhá. Đúng rồi, phía trên này nó ghi chữ ice cream này. Đây là xe bán kem. Đúng rồi, xe bán kem đấy. Còn bên này là xe bán gì đây? Xe bán bỏng ngô. Trên này có rất nhiều những cái hình bỏng ngô. Ở đây như kiểu là một cái quầy bán bỏng ngô di động ấy. Đúng rồi, để tớ vào đây nhá. Chờ tớ một lúc. Em Cam lái chiếc xe này đi để chị em mình đi bán hàng nhá. Có ai mua bỏng ngô không nhỉ? Chúng tớ bán bỏng ngô đây. Rất nhiều bỏng ngô thơm ngon luôn. Tự nhiên mình tối quá, nhặt được cái quả này này. Sao ăn nào sao lại đau bụng thế nhỉ? Làm thế nào bây giờ? Cam ơi, anh đau bụng quá. Cái xe gì thế này? Ui, xe này là xe cứu thương. Mình phải nằm lên đây mới được. Cam ơi, chở anh đến bệnh viện đi. Anh hồi chắc vào nhá. Để em đưa anh đi gặp bác sĩ. Cam ơi, chạy lên nhanh lên. Nhìn bên trong này này. Những khối xếp hình to khổng lồ luôn. Rất nhiều màu sắc khác nhau. Đúng cho rồi. Các bạn tha hồ lựa chọn. Có khối màu vàng, có khối màu đỏ, khối màu xám. Anh nghĩ ra một cái này hay lắm. Cái gì cơ? Bây giờ anh với em Cam sẽ thi xếp hình. Nhìn này, áo của anh là màu xanh. Thế nên hôm nay anh sẽ chọn những cái khối màu xanh. Còn áo của em Cam màu cam, màu hồng, màu đỏ. Thế nên em Cam sẽ xếp những khối màu hồng và màu đỏ nhé. Thi xem ai xếp to và đẹp nhất. Nào, bắt đầu thôi. Let's go. Em sẽ xếp thắng anh. Yeah, đạt được rất nhiều khối màu hồng luôn. Còn lâu nha, kiểu gì em cũng thua thôi. Anh là chuyên gia xếp hình đấy. Em cũng là chuyên gia hát hình. Yeah.
Đây này, bao nhiêu đồ màu xanh nữa. Ngồi đây bắt đầu xếp thôi. Em sẽ xếp một tòa tháp siêu to khổng lồ, thật là cao. Còn anh sẽ xếp một tòa lâu đài huy nga và lộng lẫy. Ôi, ôi, tí thì đổ. Đổ đi, đổ đi, đổ đi. Em càng xếp đổ đi, đổ đi. Còn lâu nha. Còn đây là tòa lâu đài của anh. Ui, nhìn cái mà em cam xếp cao thật đấy. Để tớ ướm xem cái tòa lâu đài của tớ xem nào. Từ bên này này, ngang này. Ui ui, của tớ cao gần bằng luôn cơ. Của em đang cao được hơn mỗi một cục thôi, nhưng mà không đẹp bằng của tớ. Nhìn thế này, anh bắt đầu chui vào tòa lâu đài của anh này. Đấy, chui vào cái cửa này vào bên trong sẽ gọi là một phòng rất là rộng. Anh tưởng là mình ăn chui được à? Nhìn em thấy chui này. Ôi ôi, ôi nhìn này các bạn ơi, leo 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 của em cam đổ rồi. Còn bên này nữa anh trông á, nó nhỏ mỏng manh này, thổi này, thổi này, anh thổi cũng đổ được tòa lâu đài của em cam nhá. Thổi phát mưa này, yeah, ui không cần chạm tay luôn mà vẫn đổ. Cái cây này dẫn vào đâu vậy nhỉ? Dẫn vào khu nhà bóng ở trong này này. Wow, trong cái thân cây này là một cái nhà bóng siêu to khổng lồ luôn. Cảm ơn, trèo lên trên cái ống đấy xem có gì thú vị không nào. Lucy đang trèo lên trên chiếc ống này. Bạn này là bạn sói, thế nên là bạn ấy trèo không giỏi đâu. Ui dồi ôi, mãi không lên được tới nơi rồi các bạn ơi. Bạn sói này chỉ chạy giỏi thôi. Bạn sói có cái đuôi nặng quá, thế là nó cứ kéo người lại phía sau. Ui dồi, cuối cùng cũng lên được. Đấy, em chạy qua cầu nha. Đi đi Cam ơi, xem có gì thú vị không thì bảo anh nha. Ok, let's go. Bên trong này là một đường hầm. Đi xuống cây cầu này nữa này. Có rất nhiều cây cầu màu sắc. Đẹp ơi là đẹp. Chuột 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 à. Có cái đuôi này chuột khổ quá. Ở đây anh phát hiện ra một cỗ máy mà ông chú Kết tạo ra này các cậu ơi. Cỗ máy gì vậy? Cỗ máy thời gian à? Cỗ máy, đây gọi là máy lắc các cậu ạ. Nhìn máy thế này. Lắc á? Đúng rồi, tớ sẽ cho những quả bóng vào những cái đường ống này nhá. Tại sao lại gọi là máy lắc nhỉ? Đây, cậu chờ tí, cậu sẽ biết ngay thôi. Nhìn này, những quả bóng đang được thổi lên phía bên trên này. Đi qua những cái dích rắc này và xuống phía bên dưới. Hay chưa? Hóa ra là nó hút những quả bóng và đưa những quả bóng đi qua những cây cầu nhỏ xinh. Đúng rồi, bên ống bên này cũng thế này. Đi xoắn này. Hay chưa? Như thế này chúng mình có thể chơi theo đội được đấy. Cậu nhìn quả bóng này này, biết vì sao mà gọi là máy lắc chưa? Bởi vì nó lắc các quả bóng đúng không? Đúng rồi, đây, nhìn chưa? Những cái quả bóng này nó bị lắc, trông rất là buồn cười luôn. Thế nên tớ gọi cái máy này là máy lắc đấy. Sau khi rất nhiều quả bóng được rơi xuống đây, tớ sẽ xoay để cho cái cầu thang này nó đi xuống. Thế là những quả bóng sẽ rơi ra. Đưa những quả bóng lên này. Đừng chơi mấy trò anh nữa. Lại đây tôi phát hiện ra còn có trò thú vị hơn này. Chơi trò cầu trượt, nhưng không phải là cầu trượt bình thường, mà chúng mình sẽ ngồi vào cái phao này các bạn ơi. Ngồi vào cái phao như kiểu bám là bám thật chắc, sau đó là chúng mình sẽ trượt xuống dưới nhá. Như kiểu là máng trượt cỏ ấy. Đúng rồi. 1, 2, 3, trượt nào.